Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Như vậy là tuần cuối cùng, tuần giao dịch cuối cùng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 đã kết thúc, và rõ ràng là một tuần kết thúc, tuy nhiên là cũng không có nhiều niềm vui, và gần như thì tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hết sức là bi quan với thị trường. Và cũng có thể nói là tổng kết lại một năm 2018 thì thị trường 6 tháng đầu năm thì khá là ok. Tuy nhiên nửa cuối 6 tháng cuối năm thì thị trường của chúng ta không tốt, và gần như là những cái thành quả mà chúng ta giành được ở trong 6 tháng đầu năm thì có thể là trong 6 tháng cuối năm thì chúng ta đã không giữ được cái thành quả đó. Và trên một số các cái trang mạng và một số các cái trang báo về chuyên về tài chính thì có một số bài báo ví dụ như là chứng khoán 2018 trắng tay, thì đấy là những cái câu chuyện đầu tư ở trên thị trường. Và cũng một điều nữa, tức là rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng là trong cái nửa cuối của năm 2018 thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta chịu tác động rất lớn của thị trường chứng khoán Mỹ. Và một điều các anh chị của chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy là buổi tối ngày hôm nay chỉ số Dow Jones tăng điểm thì ngày hôm sau có thể là thị trường của chúng ta sẽ tăng, hoặc là không tăng nhiều thì tăng nhẹ, ví dụ như thế. Còn ngược lại là thị trường chứng khoán tối hôm nay mà ví dụ mất khoảng 500 điểm hoặc là hơn thế thì ngay lập tức thì đầu phiên sáng và thậm chí là trong cả phiên ngày hôm sau của thị trường chứng khoán Việt Nam thì đều chìm trong một cái sắc đỏ, và gần như là tất cả các mã cổ phiếu thì khi thị trường chứng khoán Mỹ lên thì những cái mã cổ phiếu mà quý anh chị nhà đầu tư chúng ta nắm giữ thì nó không lên. Nhưng ngược lại là khi thị trường chứng khoán Mỹ mà xuống thì gần như là tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta nắm giữ đều xuống. Đấy là mấu chốt vấn đề dẫn đến cái tình trạng là gần như là những cái cổ phiếu mà chúng ta cầm nắm thì nó đều bị giảm giá. Và trước khi mà chúng ta đi vào phân tích nhận định thị trường tuần tới, thì tuần tới là tuần mà chúng ta sẽ nghỉ Tết Dương lịch đến hết ngày thứ ba, tức là thứ tư thì thị trường mới giao dịch trở lại. Thì có thể thấy là chúng ta có thể thấy rằng đây Hùng đang bật ở trên trên màn hình ở đây, đấy là cái biểu đồ tổng quan của chỉ số Dow Jones, thì Hùng đang lấy từ kênh tăng, tức là đây là một cái kênh tăng của chỉ số Dow Jones từ 15.429 điểm và chạm về vùng cao nhất, đấy là khoảng tầm 27.000. Thì có thể rõ ràng nhìn thấy ở trên trên đồ thị này thì anh chị chúng ta có thể nhìn thấy rằng là một cái kênh xu thế tăng giá của Dow Jones thì đã bị bẻ gãy tại mức 24.400. Đây, tại phiên này thì chỉ số Dow Jones 30 đã bị bẻ gãy và rơi khỏi cái kênh xu thế, và trên các cái chỉ báo kỹ thuật thì Hùng cũng chỉ vẽ sơ bộ thôi, vẽ sơ bộ một vài các cái đường để mình có thể nhìn nhìn nhận nhìn 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 lại, thì rõ ràng một điều là chỉ số Dow Jones cũng đang bước vào một cái chu kỳ giảm điểm, và ở đây chỉ là một 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 vài cái phiên hồi thôi, một vài phiên hồi phục kỹ thuật, mang tính hồi phục kỹ thuật, tức là khi mà nó rơi mạnh thì đây là những phiên hồi. Và cái việc mà Dow Jones có tiếp tục tăng hay không thì rõ ràng một điều là trong năm 2019, tháng 1 năm 2019, đấy là những cái sự kiện xung quanh về việc là cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trung, rồi những cái chính sách của Fed, rồi tất cả những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì cũng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Và rõ ràng một việc là bây giờ chúng ta đi phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam mà chúng ta lại phụ thuộc quá nhiều yếu tố về thị trường chứng khoán Mỹ thì đấy thực sự là một điều rất là khó. Bởi vì là chúng ta ở cách nửa vòng trái đất thì chúng ta không thể ngồi, chúng ta tập hợp, chúng ta có thể phân tích được các cái nội tại các doanh nghiệp ở bên Mỹ, mà để đưa truyền tải những cái dữ liệu đó để về để áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì đây là một điều cực kỳ khó. Và đây là một cái điều mà rõ ràng một điều là ai cũng nhận thấy rằng là Dow Jones tăng thì thị trường chứng khoán Việt Nam tăng, ngược lại Dow Jones giảm thì thị trường chứng khoán Việt Nam giảm. Nó giống như việc là thị trường chứng khoán Việt Nam nó là một cái tiểu bang của Dow Jones hay sao, thì cái đó thì thực sự rất là khó trong cái việc mà chúng ta phân tích. Thì Hùng bật lên đây một cái biểu đồ tổng quan của tỷ số Dow Jones, thì rõ ràng là Dow Jones cũng đang bước vào một cái chu kỳ giảm giá rất là mạnh.
Quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hôm nay thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích và nhận định nhìn nhận lại cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta cũng sẽ nhận định xu thế thị trường trong tuần tới và phân tích một số các cái mã cổ phiếu, một cái số mã cổ phiếu danh mục mà team đang theo dõi, một số mã mà chúng ta thấy rằng là có những cái tín hiệu khá là ok, khá là ok ở trong trong tuần. Chứ còn hiện tại thì thực ra này là chúng ta cũng thấy rằng là thời điểm hiện tại thì tất cả những mã cổ phiếu ngoại trừ một số mã cổ phiếu thì vẫn đang một cái trend tăng rất là mạnh, rất là dài, ví dụ như là khu NTC, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, hoặc là PHR, hoặc là Nhà Từ Liêm, thì đấy là một số mã cổ phiếu vẫn đang nằm ở trong một cái trend tăng dài. Còn lại thì tất cả gần như các mã cổ phiếu của chúng ta chỉ đủ để đánh thời gian T cộng, thậm chí là không đủ T cộng, tức là khi hàng về đến tài khoản thì chúng ta đã bị lỗ. Thì đó là thực tế của thị trường hiện tại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu trụ và một cái mã cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền. Thì rõ ràng một điều là trong phiên hôm nay thì một số các anh chị cũng đây đây là cái team đây là nhóm của Hùng Lê thì có lập lên để chia sẻ những cái thông tin lên để tất cả các anh chị của chúng ta để cùng tham khảo để có những kiến thức đầu tư. Thì rõ ràng một điều là trong phiên ATC ngày hôm nay thì sau cái tuần mà ETF cơ cấu thì rõ ràng một điều là chúng ta cũng thấy rằng là cái lượng cái khối lượng mua bán của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại trong tuần vừa qua cũng là rất là lớn, tức là những cái hoạt động tái cơ cấu đầu tư trước cái kỳ nghỉ Tết Dương lịch cũng như là cái tuần mà ETF cơ cấu thì nó rất là mạnh, và rõ ràng trong phiên ATC ngày hôm nay thì cũng đã có những cái tình huống khá là bất ngờ. Ví dụ như là VIX thì nằm sàn, VIX thì nằm sàn hoặc VRE thì bị bán đến 1,4 triệu. Đấy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái hoạt động tái cơ cấu của nhà đầu tư nước ngoài cũng đang rất là mạnh, và ví dụ như HPG thì mua 6,3 triệu và bán 1,2 triệu đó. Rất rất nhiều, nên để ý thấy là rất nhiều các cái hoạt động mà tái cơ cấu của các nhà đầu tư nước ngoài rồi các quỹ đầu tư thì hiện tại là vẫn đang diễn ra sau cái tuần mà ETF. Thế thì cái việc mà các quỹ vẫn tiếp tục mua bán với lượng lớn và tập trung vào lượng ATC thì điều đó sẽ dẫn đến là những mã cổ phiếu có thể là trong phiên thì dập dình hoặc là tăng thì cuối phiên ATC sẽ bị đạp rất mạnh, hoặc là những cái chiều ngược lại thì nó là cái câu chuyện hoàn toàn bình thường khi mà các quỹ cơ cấu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại họ nhà VIX. Đối với VIX thì VIX chỉ có một cái nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, đấy là VIX có một cái nhiệm vụ giữ nhịp cho thị trường thôi. Và cái việc ngày hôm nay VIX giảm sàn, tuy nhiên với một tuần thì khối lượng phân phối cũng không không lớn. Khối lượng phân phối của VIX cũng không lớn thì khả năng thì VIX vẫn vẫn lình xình ở quanh cái vùng giá từ 90 đến vùng giá 100 thôi. Và với trong cái họ nhà VIX thì VIX và Vinhome thì là những cổ phiếu nó mang tính chất giữ nhịp thị trường mà chúng ta cũng không khuyến khích đầu tư. Bởi vì rõ ràng là VIX thì nó đang ở trên một cái nền phân phối khá là cao, còn đối với Vinhome thì cũng là một cái cổ phiếu dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Thì hoàn toàn tương tự như VIX thì Vinhome đã chạm về vùng kháng cự khoảng vùng giá 83 đến 84, và sau đó thì Vinhome đã giảm và những cái tín hiệu hiện tại của Vinhome thì khá là xấu. Vinhome đã có một tuần giảm điểm, và tín hiệu hiện tại thì là Vinhome đang có một cái tín hiệu giảm điểm trên biểu đồ nến tuần. VRE. Đối với VRE thì rõ ràng chúng ta cũng có thể thấy rằng ngày hôm nay quỹ ngoại cũng đã bán rất là nhiều và thậm chí là bán liên tục ở trong tuần vừa qua, dẫn đến việc VRE tiếp tục giảm giá. Và VRE đã về lại vùng nền 28, vùng nền 28 thì các anh chị của chúng ta có thể quan sát ở vùng này, ở vùng 28, và nếu như VRE có những phiên tích lũy lại ở quanh nền giá 28 thì chúng ta có thể tham gia VRE vùng giá 28, bởi vì đối với VRE thì cũng xác định đây là một cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư dài hạn được. Đây là một cổ phiếu có thể đầu tư dài hạn được. Chúng ta cùng đi một số các cái cổ phiếu của họ nhà dầu khí.
Đối với GAT thì trong những bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến cái vùng hỗ trợ của GAT đấy là ở khoảng vùng giá 82 đến vùng giá 83. Thì đây là một cái vùng hỗ trợ của GAT khi mà GAT gần chạm về cái đỉnh 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 à với về chạm về cái đáy ở liền trước đó. Và cũng như thế thì GAT cũng sẽ chạm vào kênh xu thế. Tuy nhiên việc là chúng ta thấy rằng giá dầu của thế giới thì chưa có những cái đà hồi phục, vì vậy nên là cái việc mà cái cổ phiếu dầu khí nói chung thì nó sẽ đang chịu có những cái tác động nhất định. Còn với những tín hiệu hiện tại của GAT thì GAT vẫn chưa thể có những cái động lực tăng mạnh khi mà dòng tiền thì hết sức là yếu và cái việc là GAT đã có những cái tuần trước đó giảm điểm rất mạnh thì khả năng cao thì GAT vẫn phải tích lũy lại quanh vùng giá 85. Khi tuần tới thì GAT sẽ tích lũy lại quanh vùng giá 85 và chúng ta sẽ chờ để khi mà những cái đường MA này kéo xuống giá thì lúc đó thì chúng ta mới có thể thấy được những cái xu thế tiếp theo của GAT. PLX thì ngày hôm nay thì PLX đã có một lệnh bán ATC khá là mạnh và dẫn đến việc là PLX đã chạm về vùng giá 50 chạm về vùng hỗ trợ, tức là hiện tại thì đóng cửa giá 53 nhưng mà cái vùng mà đáy gần nhất ở đấy là vùng giá 52.5, thì PLX đã chạm chạm lại về đáy. Thì đối với PLX thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PLX ở trong trong phiên giao dịch ở tuần tới, thì khả năng cao thì khi mà chạm về cái vùng hỗ trợ này thì PLX sẽ lình xình đi ngang ở quanh cái vùng giá 53, tích lũy ở quanh cái vùng vùng 53 này, vùng giá 52 đến vùng giá 53 để có những cái tín hiệu tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PLX ở quanh vùng giá này. Chúng ta cùng đi PVS và PVD. PVS. Đối với PVS thì trong chúng ta thấy rằng là đối với PVS thì hiện tại thì dòng tiền đang khá là cạn, tức là cái lượng lượng giao dịch của PVS hiện tại đang khá là cạn. Tuy nhiên việc là PVS thì có được một cái ngưỡng hỗ trợ tại Fibo là 78.6 tương đương với khoảng vùng giá 17.3. 17.3. Tuy nhiên là những cái tín hiệu hiện tại của PVS thì nó đang rất là xấu, và việc là một cái cổ phiếu mà đang bị rơi, đây là một cái nền rơi của PVS từ ở vùng giá 20 và rơi về vùng giá 17.6. Rơi về vùng 17.6 và đang được hỗ trợ bởi một cái ngưỡng hỗ trợ này. Tuy nhiên cái việc là ngưỡng hỗ trợ này thì với một cái ngưỡng hỗ trợ ngắn như thế này thì không không phải là một cái ngưỡng hỗ trợ mạnh, và cái việc là chúng ta cũng không nên tham gia PVS ở thời điểm hiện tại. PVD, đối với PVD thì PVD đang được hỗ trợ ở vùng nền giá 14. Tuy nhiên là chúng ta cũng cũng có thể thấy rằng là dòng tiền thì đang khá là cạn kiệt và gần như là PVD đã thủng qua những cái vùng hỗ trợ mạnh rồi. Thì với những cái tín hiệu hiện tại và xu thế giảm điểm cùng với lại khối lượng và xung lực dòng tiền của PVD thì đang khá là yếu, thì khả năng sang tuần thì PVD cũng sẽ tiếp tục giảm và sẽ tích lũy lại ở quanh vùng giá 14. Đối với cổ phiếu PVD thì đây cũng không phải là thời điểm để chúng ta tham gia. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu của dầu khí nữa. BSR. Đối với BSR thì hiện tại BSR cũng gần như cũng chạm về vùng giá 14, 14. 14 là một cái vùng nền mà hỗ trợ, có thể nói là hỗ trợ dài hạn, bởi vì là từ lúc mà lên sàn đến bây giờ thì vùng giá 14 là một cái vùng giá hỗ trợ rất là tốt của BSR. Mỗi khi mà vùng giá này chạm chạm về vùng này thì đã có những cái tín hiệu bật lên. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là dòng tiền thì đang khá là yếu và khả năng cao thì BSR vẫn phải tích lũy lại từ vùng giá 13.5 từ vùng giá 13.5 đến vùng giá 14 trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, bởi vì những cái tín hiệu hiện tại thì cũng đang khá là yếu. POVK thì phiên ngày hôm nay là phiên cuối cùng để POVK chuyển sàn, và phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên mà giao dịch khá là đột biến, khi mà là khối lượng đạt 6,7 triệu cổ phiếu và giá thì đóng cửa gần như cao nhất phiên.
nghĩa là tại vùng giá 16. Tuy nhiên cái việc là POVK thì đang có game chuyển sàn, và cái việc là cái giá tham chiếu khi mà chuyển sàn thì lúc đó thì sẽ quyết định lại, chứ không phải là cái vùng giá 16 tham chiếu này là cái vùng giá đóng cửa ngày hôm nay sẽ lấy làm giá tham chiếu của chào sàn khi chào sàn mới. Các anh chị lưu ý công việc đó. Còn cái giá tham chiếu của sàn thì sau đó thì sẽ trước khi mà niêm yết thì cái giá tham chiếu sẽ được công bố. Giá tham chiếu sẽ được công bố. Thì đối với POVK thì là nó đang có game thì có thể là ngày hôm nay thì cái khối lượng nó đột biến. Oi đối với oi đối với oi thì đang đối với oi thì đang có thông tin, tức là thông tin về thoái vốn. Thông tin về thoái vốn đấy là oi đã khóa dung ngoại về mức là 6,6%, và sau đó sẽ thực hiện lộ trình thoái vốn theo lô. Thì cái việc động thái này thì có thể là cái động thái này thì đã dẫn đến là oi ngày hôm nay cũng đã có một phiên giao dịch cũng khá là kịch tính, khi mà cái khối lượng thì khá là lớn và cái vùng giá thì là gần như là có giá trần, và sau đó thì oi đã không giữ được cái vùng giá cao nhất và đã tụt về vùng 15,1. Tuy nhiên là giá trung bình của oi là giá trung bình của oi chờ một tí xem giá trung bình của oi là bao nhiêu. Kết phiên là 15,1 nhưng mà giá trung bình của oil là giá 16,3. Các anh chị lưu ý dùng lên là giá giá trung bình của oil là 16,3. Còn đây là giá kết phiên, còn giá mà giá trung bình của oil là 16,3, tức là nó sẽ nằm ở khoảng ở tầm ở trên này cơ. Đấy, và khi một cái lượng gap nó lớn như thế này thì có thể là trong khi mà giao dịch trở lại thì oil sẽ có những cái phiên để lấp lại những cái khoảng gap này. Thì đối với oi thì có thể là mọi người cũng đang sẽ kỳ vọng một cái game thoái vốn thành công giống như VCG. VCG trước khi thoái vốn thì VCG đã khóa rung ngoại về về không, và sau đó sau khi thoái xong thì VCG cũng đã có một cái nhịp tăng rất là mạnh. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là từ vùng giá 18 mà lên đến tận vùng giá 26, 27 gì đó chạm cái vùng kháng cự thì bắt đầu VCG mới 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 điều chỉnh. Thì đối với oi thì các anh chị của chúng ta cũng có thể quan sát ở phiên thứ tư tuần tới. Tức là sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch thì Hùng đánh giá khả năng là oi sẽ có một cái nhịp tăng, sẽ có một nhịp tăng khi mà đã có một cái lượng cầu lớn như thế này, và cái giá thì cũng khá là ok. Giá thì khá ok thì các anh chị có thể canh lại. Hùng nghĩ là vùng giá 15 thì nó sẽ không có, vùng giá 15 thì nó sẽ không có ở trong tuần tới, bởi vì là thường cái giá trung bình sau khi mà mở cửa phiên thì giá mở cửa phiên thì thường nó sẽ đẩy về cái vùng khoảng cái vùng giá gần cái vùng giá trung bình, tức khoảng vùng giá 16. Tuy nhiên là chúng ta cũng cứ đặt và chúng ta biết đâu được thì chúng ta có thể khớp được cái oil ở cái vùng giá thấp thì chúng ta cũng có thể mua dần và theo một cái game thoái vốn thì đấy là một cái giải pháp mà đối với thị trường của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng không có nhiều cái lựa chọn, không có nhiều cái lựa chọn để mua các cái mã cổ phiếu tốt. Đối với BVH thì đối với BVH thường đã phân tích ở rất nhiều các cái bản tin rồi. BVH thì đang tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ở quanh cái vùng giá khoảng 100 đến 101, và cái việc mà BVH giảm giá thì đấy là câu chuyện bình thường thôi. Chỉ có điều là đối với BVH thì trong những cái giai đoạn mà BVH tăng lên thì gần như không có thanh khoản, và khi kể cả BVH giảm mạnh thì gần như cũng không có khối lượng. Và với việc là BVH đang giảm như thế này thì BVH sẽ giảm và chạm về kênh thôi. Sẽ chạm về kênh ở đây là khoảng quanh vùng giá 83,5, hãy chạm về đây, và có thể khi chạm về đây thì BVH sẽ có một cái nhịp lình xình, có một cái nhịp hồi. Thì đối với cổ phiếu BVH thì chúng ta đã không đầu tư từ những cái thời điểm rất là sớm rồi. Vinamilk đối với Vinamilk thì sau một tuần Vinamilk giảm rất là mạnh và giảm qua những cái ngưỡng hỗ trợ, đấy là những cái ngưỡng hỗ trợ của Vinamilk tại vùng giá 129,6 đến vùng giá 130, thì vùng giá này đã gãy. Và khi Vinamilk đã gãy ở vùng trên thì Vinamilk lại tiếp tục về lại vùng nền 120, thì rõ ràng một điều vùng nền 120 là một cái vùng khá là nhạy cảm của Vinamilk. Và sang tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Vinamilk ở vùng giá 120,
Bởi vì cái vùng giá này chính là cái vùng giá mà nó sẽ có rất nhiều các cái yếu tố để, một là cổ phiếu sẽ tích lũy lại ở vùng giá 120 này và tiếp tục bật lên, thì như thế thì Vinamilk sẽ rất là mạnh. Vinamilk rất là mạnh. Mà ngược lại, nếu vùng giá 120 này Vinamilk thủng thì đấy là một cái yếu tố rất là xấu, và dẫn đến cái pha xu thế tiếp theo của Vinamilk sẽ là bước vào một cái trend giảm giá rất là dài. Đây chúng ta cũng có thể thấy là đây, cái trend giảm giá từ vùng giá 170 đúng không ạ? Từ vùng giá 170 và hiện tại bây giờ đã về một vùng giá 120. Đó. SAB. Đối với SAB thì đây cũng là một cái cổ phiếu mang tính dẫn dắt và giữ nhịp cho thị trường. Thì ngày hôm nay một số các anh chị cũng có chat ở trên Zoom là lấy là nếu mà không có SAB rốt thì Vinamilk VNX sẽ giảm thêm khoảng 10 10 điểm nữa, thì không không đến mức như thế, không đến mức là 10 điểm, bởi vì là SAB thì nó cũng là một cái cổ phiếu mang tính tỷ trọng nó khá là lớn, và nó giúp giữ nhịp cho thị trường. Giúp giữ nhịp cho thị trường thì chúng ta thấy rằng trong phiên ATC thì có thể là ý đồ của nhà tạo lập là đang kéo cổ phiếu SAB lên. Tuy nhiên cái việc kéo hay không thì với nội tại của SAB thì trong các cái bản tin phân tích trước thì Hùng có đánh giá rằng trong cái nhịp này thì khả năng cao là SAB sẽ đánh về vùng giá 260. Sẽ về vùng giá 260 và sau đó thì tại vùng giá 260 thì SAB sẽ tiếp tục tích lũy. SAB sẽ tiếp tục tích lũy và một cái nhịp này thì sẽ kỳ vọng rằng SAB sẽ đánh về vùng khoảng vùng 300. Đánh về vùng 300 thì như thế là sau một quãng thời gian cũng khá là dài thì cổ phiếu này sẽ rơi lại về cái vùng đỉnh, về lại cái vùng 300, thì khả năng là với những cái lực đánh như hiện tại thì kịch bản như hiện tại thì Hùng nghĩ là SAB hoàn toàn có thể là nằm 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 trong cái kịch bản này. Tuy nhiên là để về được vùng 300 thì chúng ta sẽ phải chờ xem SAB phản ứng như thế nào ở vùng giá 260. Bởi cái vùng giá 260 này cũng là một cái vùng khá là nhạy cảm của cổ phiếu này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và chúng ta cùng kỳ vọng là SAB sẽ tiếp tục giữ nhịp để tăng điểm, để giữ nhịp cho thị trường khi mà thị trường của chúng ta đang là yếu. Đang yếu như thế này. Và đây Hùng có mở cái bảng này thì để cho các anh chị biết được là cái mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đối với chỉ số VN-Index. Thì hôm nay thị trường mất 10 điểm thì riêng VIX đã đóng góp 7,2 điểm, VIX và Vinamilk thì đã có đủ gần gần đủ cái điểm số mất của thị trường. Còn SAB chỉ đóng góp vào 3 điểm tư thôi. SAB chỉ đóng góp vào 3 điểm tư cho thị trường thôi. Đó. Thì đối với cổ phiếu SAB thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng để giúp cho cổ phiếu này giữ nhịp cho thị trường. VRC. Đối với VRC thì những tín hiệu hiện tại của VRC thì đang khá là yếu và khá là xấu, bởi vì rõ ràng một điều là trong cái nhịp đánh vừa rồi thì mình kỳ vọng rằng VRC sẽ hồi về vùng giá khoảng tầm 136. Tuy nhiên là VDC đã không hồi được về vùng 136 để đánh bật lên, và VDC lại tiếp tục quay lại một kênh giảm điểm. Thì việc giảm điểm như thế này thì VDC sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng giá 116. Vùng 116 này thì VDC sẽ có thể là khi chạm về vùng này thì VDC sẽ có những cái phiên và có những cái tín hiệu bật lên. Và tại vùng 116 mà VDC bị thủng qua vùng 116 thì VDC sẽ về khoảng vùng giá 96 tương đương FIBO 78.6. Thì đối với VDC hiện tại thì trên cái biểu đồ đường giá thì đang khá là xấu. Tín hiệu đường MACD thì cũng đang rất là xấu, và những cái chỉ báo kỹ thuật khác trên đường ADX, RSI đang hướng xuống, tức là tất cả những cái xu thế thì đang đang cho thấy rằng là cái xu thế rất là yếu của cổ phiếu VDC. Mansan. Đối với Mansan thì Mansan vẫn bị một cái lượng bán khá là mạnh từ khối ngoại. Lượng bán khá là mạnh từ khối ngoại. Thì đối với Mansan thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng có đề cập đến cái việc là Mansan sẽ có một cái vùng đây. Mansan sẽ cần phải có vượt qua được cái vùng giá 86, vượt qua một cái vùng giá 86 với volume đạt đủ lớn thì lúc đó Mansan mới bẻ gãy được hoàn toàn cái pha xu thế ở trước đó. Tuy nhiên là khi chạm về vùng giá 86 thì Mansan đã bị rơi một tuần rơi rất mạnh, và tuần tiếp theo, tức là tuần vừa qua thì Mansan cũng đã tiếp tục rơi.
Và Mansan, nếu mà chúng ta xét ở trên 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 một cái kênh xu thế tăng giá dài hạn của Mansan thì Mansan đã bị gãy. Mansan đã bị gãy kênh xu thế, và cái việc gãy kênh xu thế thì cổ phiếu khi gãy kênh xu thế thì như thế là một cái tín hiệu rất là xấu của Mansan. Xung lực dòng tiền của Mansan thì đang đang bị suy yếu đi và RSI đang đi xuống, đường MACD xấu và những cái chỉ báo của ADX cũng đang khá là xấu đối với cổ phiếu Mansan. ACB, chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu về họ ngân hàng ACB. Đối với ACB thì rõ ràng một điều là ACB sau khi ACB đã có một cái nhịp tăng về chạm về vùng 45 thì ACB đã có một cái nhịp giảm, và nếu mà chúng ta xét ở trên góc độ về phân tích kỹ thuật hiện tại thì rõ ràng ACB vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế giảm giá. ACB vẫn đang nằm ở kênh xu thế giảm giá, và cái đường hỗ trợ trong trong ngắn hạn của ACB đấy là tại vùng giá 27, tổng giá 27. Đó thì là cái việc mà đối với ACB thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu ACB là một cổ phiếu rất là tốt của dòng ngân hàng, và Hùng đã phân tích ở một cái bản tin video ở trên YouTube, anh chị có thể tìm tìm lại một cái bản tin có tựa đề của ACB. Thì Hùng vẫn hoàn toàn kỳ vọng là đối với ACB, nếu như kết quả doanh thu lợi nhuận quý 4 của ACB vẫn đạt với một cái mức tăng trưởng như quý 3 thì cái vùng giá 4x của ACB phải là cái vùng giá 4x chứ không phải là vùng giá 3x. Và thậm chí bây giờ là ACB đã rơi về vùng 29.6. Thì đối với ACB, Hùng vẫn kỳ vọng rằng ACB sẽ tăng và sẽ là một trong những cái cổ phiếu trụ đỡ của sàn HNX. Sau khi mà VCG, PVS đã bị suy yếu thì ACB và một số các mã cổ phiếu khác, SHB ví dụ như thế, thì những cái trụ đỡ của sàn HNX thì sẽ được dòng tiền đầu cơ kích hoạt và sẽ đẩy để mà nâng đỡ chỉ số của HNX. Còn trên phương diện phân tích kỹ thuật thì xung lực dòng tiền của ACB cũng đang khá là ok. Còn chỉ báo RSI, đường MACD thì cũng chưa cho những cái tín hiệu tích cực. Tín hiệu ADX thì cũng đang khá là xấu. Tín hiệu ADX cũng đang khá là xấu. Thì hoàn toàn kỳ vọng, tức là sang sang tuần mới và bước sang một năm mới thì ACB sẽ bị bắt đầu từ cái vùng xuất phát điểm ở đây là từ khoảng từ vùng 29.5, thì ACB sẽ có kết quả kinh doanh của quý 4 và sau đó ACB sẽ hình thành hồi lại một cái nhịp tăng để bẻ gãy hoàn toàn cái pha xu thế. Thì Hùng đối với ACB thì Hùng hoàn toàn kỳ vọng. Vietcombank, đối với Vietcombank thì hơi xấu đấy là hôm kết tuần thì Vietcombank đã không đóng được trên vùng giá 55, trên vùng giá 55. Tuy nhiên là trên góc độ phân tích kỹ thuật thì nến tuần của Vietcombank có một cây nến rút chân thì cũng khá là ok, và dòng tiền thì cũng đang 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 được kích hoạt lại dần ở trong những cái tuần gần đây. Tuy nhiên để mà có một cái xu thế tăng mạnh của Vietcombank hiện tại thì chưa có, bởi vì là động lực hiện tại như thế này thì cũng đang khá là xấu. Một cái điều hỗ trợ duy nhất của Vietcombank đấy là Vietcombank đang chạm về vùng hỗ trợ đây, vùng hỗ trợ của Vietcombank là vùng giá 53 đến vùng giá 53.5. Đây là một cái vùng hỗ trợ của Vietcombank, thì có thể khi chạm về cái vùng này thì cổ phiếu sẽ bật lên, và cái việc cổ phiếu có bật lên được hay không thì chúng ta cũng xem các cái tín hiệu tiếp theo của tuần tới. Trên các chỉ báo dao động khác thì xu thế giảm giá vẫn là một cái xu thế giảm giá chủ đạo của Vietcombank, vẫn là xu thế giảm giá chủ đạo của Vietcombank. Và rõ ràng một điều là Vietcombank cũng đã bước bước qua bên kia sườn dốc, tức là có nghĩa là những cái đỉnh đỉnh sau này của Vietcombank thì gần như đã bị thấp hơn, chúng ta có thể nhìn thấy thấp hơn. Và cái việc nếu như Vietcombank thủng cái vùng hỗ trợ 53.5 này thì như thế thì sẽ rất là xấu, và như thế thì cổ phiếu này sẽ bị tiếp tục rơi. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái đường Fibo để chúng ta có thể đo được một cái nhịp rơi đó. Thì nếu như mà cái vùng giá 53.5 này này, và thậm chí là cái vùng giá 51 đấy, cái vùng giá 51 đây, vùng giá 51 này, nếu vùng giá này mà rơi bị gãy thì Vietcombank sẽ bị rơi về cái vùng giá thấp hơn. Đấy là ở vùng giá khoảng 44 đến vùng giá 45 đối với cổ phiếu Vietcombank. BID,
Đối với BID thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng có đánh giá rằng BID đang là một trong những cái mã cổ phiếu ngân hàng tích cực nhất, một trong những cái mã cổ phiếu ngân hàng tích cực nhất đến thời điểm hiện tại, sau cái sự kiện mà ông Trần Bắc Hà bị truy tố thì như thế là những cái phản ứng của cổ phiếu BIDV như thế là hết sức là tích cực. Và rõ ràng là trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta giảm điểm rất là mạnh, tuy nhiên là cổ phiếu BIDV của chúng ta vẫn tiếp tục tích lũy thành công ở quanh vùng giá 34. Nhưng có một cái điều đáng lưu ý đấy là dòng tiền đang khá là yếu đối với mã cổ phiếu này, thì chúng ta cũng lưu ý, các anh chị của chúng ta cũng lưu ý. Và rõ ràng một điều là BIDV đang đang chạm dần về cái ngưỡng 35. Đây là một cái ngưỡng ngưỡng cản, nhưng mà với những cái tín hiệu hiện tại của Bit ấy, thì Hùng đánh giá rằng khả năng cao thì Bit sẽ đánh bật qua vùng giá 35. Bit sẽ đánh bật qua vùng giá 35 và sẽ tiệm cận lại ở cái nền giá 40. Thì như thế nó sẽ là hợp lý, như thế nó sẽ là hợp lý bởi vì nó sẽ phù hợp với lại cái đường đi, cái xu thế vận động của cổ phiếu, xu thế vận động của cổ phiếu Bit. Trên chúng ta cùng xem một số các cái tín hiệu khác, tín hiệu về dòng tiền thì đấy, như Hùng đã phân tích là dòng tiền thì đang khá là yếu, tuy nhiên là về đường giá thì lại rất là ok. Trên góc độ phân tích kỹ thuật khác về Ichikuku, đường MACD RSI đang khá là ok đối với Bit đang khá là ok. Thì những anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu Bit thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Nếu những anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia cổ phiếu Bit thì chúng ta canh canh ở quanh vùng giá 33, quanh quanh ở vùng giá 33. Nếu như thị trường có những cái nhịp chỉnh mà dòng tiền tốt mà đổ vào cổ phiếu Bit thì quanh vùng giá 33 thì khả năng là 33 đến 33.5 đó, thì quanh quanh cái vùng này thì có thể là chúng ta sẽ tham gia một tỷ trọng vừa 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 phải để chúng ta xem là cái phản ứng của cổ phiếu này khi mà chạm cái ngưỡng kháng cự vùng 35 đến vùng 36 sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà đối với Bit thì cũng đánh giá khá là ok. Thêm một cổ phiếu nữa là HD Bank. Hôm nay thì một số các anh chị cũng đã có hỏi Hùng ở trong team là có mua HD Bank được không? Có mua HD Bank được không? Ở đằng trên, đây, có một anh Quang Huy có hỏi Hùng có HD Bank được không? Thì Hùng cũng có trả lời đối với HD Bank tín hiệu ngày hôm nay. Tín hiệu của HD Bank ngày hôm nay thì khá là ok. Chúng ta có thể, tại vì HD Bank mới lên sàn nên là chúng ta có thể xem ở trên biểu đồ nến ngày thì nó sẽ dễ hơn. Tín hiệu của HD Bank hôm nay khá là ok khi mà HD Bank đã có một cái hình thành một cái mô hình hai đáy ngắn hạn ở quanh vùng giá 28. Quanh vùng giá 28, và sau đó thì đây các anh chị có thể nhìn thấy một cái mô hình này là một cái mô hình V kép. Thì cái mô thường thường cái mô hình V kép này thì cũng khá là đẹp trong 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 phân tích kỹ thuật. Đây Hùng có thể vẽ để anh chị có thể nhìn thấy lại được cái mô hình V kép trong trong cái phân tích kỹ thuật, thì mô hình này cũng cũng khá là đẹp. Và tín hiệu ngày hôm nay của HD Bank thì đang khá là ok. Có một điều là hiện tại thì dòng tiền ngày hôm nay của HD Bank nó đang hơi yếu. HD Bank hôm nay mà kết phiên khoảng tầm độ khối lượng đạt khoảng tầm hơn 2 triệu cổ phiếu thì nó sẽ ok hơn. Tín hiệu đường MACD thì cũng đang cho xu thế tăng giá, RSI đang hướng lên, và đặc biệt là tín hiệu ADX thì đang khá là tốt. Thì các anh chị hôm nay thì cũng có các anh chị có hỏi thì cũng có bảo là đối với cổ phiếu HD Bank thì hoàn toàn chúng ta mua được, và chúng ta mua để chúng ta có thể ít nhất là T cộng thì sẽ thành công đối với cổ phiếu này. CTG thì sau một tuần bị quỹ ngoại bán rất là mạnh, chúng ta có thể xem lại hôm nay quỹ ngoại có tiếp tục bán CTG hay không. Hôm nay vẫn tiếp tục bán ròng hơn 400.000. CTG bị quỹ ngoại bán rất là mạnh dẫn đến cái việc là CTG đã có một cái nhịp giảm giá trước đó. Và cái vùng giá 20, Hùng đánh giá cái vùng giá 20 của công thương sẽ là cái vùng giá mà sẽ là một cái nền giá hỗ trợ dài của công thương.
Thì chúng ta có thể view lại một tí. Đây là cái vùng giá 19.5. 19.5 của công thương thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái vùng cũng khá là dài từ năm 2000. Đồ thị đây chúng ta có thể thêm lại 2018, 2017. Tức là cả năm 2017 đến 2018 thì cái nền giá 19.5 đến vùng giá 20 là một cái nền hỗ trợ khá là dài của công thương. Tuy nhiên cái việc là bị một cái khối lượng lớn bán khá là mạnh như thế thì rõ ràng một điều là cổ phiếu sẽ cần thời gian để tích lũy lại nền nền ở đây, thì Hùng đánh giá rằng công thương sẽ cần thời gian để có thể tích lũy lại ở quanh nền giá 19 đến nền giá 20. Cần thời gian để tích lũy ở quanh cái vùng này. Và cái việc là chúng ta cần thêm một cái thời gian nữa để cái việc cung cung của công thương cạn, và khi cạn cung thì sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu tích lũy, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta theo dõi cổ phiếu sẽ theo dõi tiếp tục những cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu công thương. Chúng ta cùng xem MBB. MBB thì đối với MBB thì rất nhiều các bản tin trước thì một số anh chị có hỏi Hùng, thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu MBB không thực sự tích cực. Còn những cái vùng này mà chúng ta thấy rằng cái lượng 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 thanh khoản của MBB rất là lớn, là do cái việc là MBB đã có một cái lượng lớn của Vietcombank bán thoái ra. Thì như thế là những cái thông tin đột biến như thế thì nó không mang tính chất, nó đại diện cho một cái xu thế của cổ phiếu. Và những tín hiệu tại thì nó cũng MBB thì nó cũng đang chạm về cái vùng hỗ trợ ở đây này, hỗ trợ của MBB đấy là vùng giá 19 và 19. Còn trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng là đường MACD thì đang khá là xấu, RSI thì đã rơi về vùng quá bán. RSI rơi vùng về vùng quá bán, còn chỉ báo ADX thì nó cũng chưa cho những cái xu thế khá rõ ràng. Thì đối với MBB thì khả năng là khi chạm về những cái vùng hỗ trợ như này thì MBB sẽ tiếp tục lình trình và tích lũy ở quanh cái vùng 19 đến vùng 20, nó cũng hoàn toàn giống tương tự như cổ phiếu công thương. STB thì đang khá là xấu, bởi vì là STB thì thường là những cái đoạn mà anh chị để ý là STB, những cái đoạn mà STB tăng mạnh ấy, thì cái khối lượng của STB nó phải giao dịch khoảng tầm từ 15 đến 20 triệu cổ phiếu. Còn bây giờ chỉ có lình trình khoảng 2 triệu, 1 triệu thì như thế là rõ ràng một điều là dòng tiền nó không tập trung vào đây. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể nhìn ở trên view, ở trên toàn bộ cổ phiếu này thì rõ ràng là cổ phiếu này cũng đang nằm ở trong một cái kênh xu thế giảm giá. Thì những tín hiệu tại thì chưa chưa cho thấy những cái tín hiệu tích cực đối với mã cổ phiếu STB. Techcombank. Đối với TCB thì hôm nay TCB đã thủng vùng giá 26. Thì đối với TCB thì nó có một cái vùng hỗ trợ đấy là từ vùng giá 24, 25 25. Vùng nền 25 đến vùng nền 26 thì rõ ràng một điều là chúng ta thấy rằng là từ khi mà cổ phiếu này lên sàn thì cái chạm về vùng giá 25 thì cổ phiếu này lại bật lên và lên được đến khoảng vùng giá 29, chạm vùng giá 29 thì cổ phiếu này là điều chỉnh, tức là vùng 28 đến 29. Thì đối với Techcombank thì chúng ta có thể canh lại ở vùng giá 25. Canh lại vùng giá 25 để chúng ta cũng có thể đánh theo những cái nhịp sóng trước thì khi cổ phiếu chạm về cái vùng hỗ trợ này thì sẽ lình trình tích lũy, và chúng ta sẽ quan sát ở những cái vùng này. Khi có những cây nến và có những cái tín hiệu đảo chiều như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục tham gia lại cổ phiếu Techcombank. Chúng ta cùng qua một số các mã cổ phiếu về ngân hàng, về chứng khoán. Đầu tiên là HCM. Đối với HCM thì rõ ràng là chúng ta thấy là khi cổ phiếu này đã không vượt thoát được thành công ở vùng giá 50.5 thì cổ phiếu này đã tiếp tục rơi và những cái tín hiệu tại thì đang khá là xấu. Mặc dù rằng là HCM đang chạm về, các anh chị cũng có thể thấy rằng là HCM đang chạm về vùng 46. Đây là một cái vùng hỗ trợ của HCM.
Thì có thể là chúng ta thấy rằng là xung lực dòng tiền thì cũng đang 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 đi ngang và khá là yếu đối với cổ phiếu này, thì có thể là khi chạm về vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ 46 thì có thể HCM sẽ lình xình tích lũy ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu tiếp theo. Nếu tại cái vùng 46 này mà cổ phiếu này vượt thoát thành công đi lên thì nó sẽ tăng và nó sẽ chạm lại vào cái kênh xu thế trên. Nhưng ngược lại là cổ phiếu này mà không tăng, không bật tăng trở lại thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục giảm và sẽ về cái vùng hỗ trợ thấp hơn, đấy là ở vùng nền 40. Ở vùng nền 40 thì đấy là cổ phiếu HCM. SSI. Hoàn toàn tương tự như HCM thì SSI cũng đã không vượt thoát được cái kênh xu thế gần nhất của nó, đấy là kênh xu thế trên, để có thể lên được đến cái vùng target tiếp theo. Và SSI cũng đang chạm về cái vùng hỗ trợ, đấy là từ vùng giá 26. Từ vùng giá 26 đến vùng giá 26.5, đây là vùng hỗ trợ của SSI. Tuy nhiên việc là cổ phiếu đã gãy kênh và đã có 2 tuần giảm giá rất là mạnh. 2 tuần giảm giá rất là mạnh thì khả năng là cái xu thế tiếp theo của SSI vẫn là một cái xu thế giảm giá. Và SSI sẽ chạm về khoảng vùng giá 22. Trong nhịp này thì SSI sẽ chạm về vùng giá 22 để vượt thoát tích lũy lại ở quanh cái vùng giá 22 đến vùng giá 22.5, thì khả năng là với những tín hiệu hiện tại của SSI thì đang khá là yếu. VND hoàn toàn tương tự ở ba cổ phiếu về ngành chứng khoán thì đều đi một cái đường đi khá là giống nhau, và VND thì cũng đã giảm và VND lại chạm lại về cái vùng hỗ trợ gần 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 đây của VND là quanh vùng giá 16. Quanh vùng giá 16 thì khả năng là VND sẽ tiếp tục tích lũy ở cái vùng nền này, ở cái vùng nền 14. Vùng nền 14 đến vùng nền 15. VND sẽ tích lũy lại ở vùng nền 14 đến nền 15 trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Nói chung là đối với cổ phiếu của chứng khoán thì không có mã cổ phiếu nào đẹp. Dược Hậu Giang DHG. Hôm nay thì cổ phiếu ngành dược thì cũng khá là tốt. Cổ phiếu ngành dược thì cũng khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta xem DHG xem. Đối với DHG thì đây là một mã cổ phiếu mà mình cũng đang theo dõi để có thể tham gia một cái nhịp bắt đáy. Tuy nhiên là cái việc là bây giờ đối với những anh chị của chúng ta thì đã bị chậm chân đối với nhịp bắt đáy này rồi. Nếu mà chúng ta đua theo thì rất có thể là khi chạm về vùng 80 thì cổ phiếu này sẽ bị dội xuống và chúng ta sẽ cần phải chờ chờ cho cổ phiếu này tích lũy lại thành công ở quanh vùng giá 76, thì khi đó có những cái tín hiệu tốt, những cái tín hiệu đẹp thì khi đó chúng ta tham gia cũng chưa muộn đối với cổ phiếu DHG. Hòa Phát HPG. Hôm nay một số các anh chị trong team cũng có hỏi Hùng là có tham gia được Hòa Phát thì Hùng cũng đã trả lời rồi. Đối với cổ phiếu Hòa Phát thì rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là hoạt động tái cơ cấu lại của quỹ ngoại rất là mạnh ở trong tuần vừa qua. Đấy, ngay như trong phiên ngày hôm nay thì Hòa Phát cũng đã có một cái lượng mua 6 triệu 3 và bán 1 triệu 2, tức là mua ròng khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu. 6 triệu cổ phiếu. Và đối với một doanh nghiệp hàng đầu về ngành thép, khi đã chạm về vùng giá 30 thì một số các anh chị có hỏi Hùng là vùng giá 30 thì đã rẻ hay chưa? Đối với Hòa Phát, vùng giá 30 thì đã rẻ hay chưa? Thì cái việc rẻ hay chưa thì chúng ta sẽ chờ kết quả kinh doanh của quý 4, và sau đó chúng ta sẽ định giá lại, giống như chúng ta định giá cổ phiếu ACB. Chúng ta giống như chúng một cái phương pháp định giá rất đơn giản thôi, thì chúng ta sẽ định giá như cổ phiếu ACB. Còn trong trong cái tín hiệu ngắn hạn thì Hòa Phát đã chạm về vùng 30, thì các anh chị lưu ý Hùng lên là vùng giá 30 là một cái vùng mà khi đó Hòa Phát đã chạm về về ngưỡng Fibo 61.8, thì đây cũng là một cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu. Và những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền thì cũng đang thứ nhất là dòng tiền bắt ở những phiên này cũng đang khá là mạnh này, và trong phiên ngày hôm nay thì tín hiệu tích cực của Hòa Phát cũng đã được phát đi. Thì đối với Hòa Phát thì các anh chị có thể tham gia Hòa Phát ở quanh vùng giá 30.5, 30 điểm chấm 5, thì đây là cái vùng giá mà chúng ta sẽ mở các cái điểm mua thăm dò. Còn cái việc mà Hòa Phát đã tăng tăng để vượt lại trên một cái kênh xu thế tăng giá thì chúng ta cần phải chờ thêm những cái tín hiệu. Còn đây là những cái điểm mua mang tính chất thăm dò,
Và để hiểu như thế nào gọi là điểm mua thăm dò thì các anh chị cũng có thể khi mà sau đó thì Hùng sẽ có một cái bài hướng dẫn các anh chị phương pháp quản trị dòng tiền cũng như quản trị rủi ro cũng như quản trị điểm mua điểm bán thì khi mà có thời gian thì Hùng sẽ up lên để giúp cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể là định hướng được một cái cách mà chúng ta khi chúng ta mua bán để cho nó hợp lý. Thì đối với Hòa Phát thì chúng ta tạm thời chúng ta có thể tham gia quanh vùng giá 30.5 với một tỷ trọng vừa phải để chúng ta thăm dò xem cái điểm mua đầu tiên của chúng ta có thành công hay không. HSG thì đã có hai phiên hồi, trong đó có một phiên tăng trần, phiên ngày hôm nay thì đã không giữ được mức giá cao nhất, nhưng đối với HSG thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị tham gia. Bình Minh BMP. Đối với BMP thì một số các anh chị cũng đã có mua Bình Minh và sau đó thì Bình Minh đã bị một cái một đây một cái phiên gãy 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 gáp rất là mạnh ở đây và rơi về vùng giá 52. Thì đối với Bình Minh khi chạm về vùng giá 52 thì cũng là một cái vùng hỗ trợ của Bình Minh rồi. 52 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Bình Minh ở những cái vùng giá này thì khả năng là Bình Minh sẽ đây các anh chị sẽ thấy và tái hiện lại những cái phiên mà Bình Minh sẽ cạn kiệt dòng tiền và sau đó thì sẽ các cái đường xu hướng sẽ kéo về đường giá và sau đó thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo để chúng ta có thể mở mua thêm đối với cổ phiếu Bình Minh. Còn đối với Bình Minh thì Hùng đánh giá vẫn khá là ok. Hùng vẫn đang mua lại Bình Minh ở vùng giá 52. Hùng vẫn đang mua lại Bình Minh, tiếp tục mua thêm Bình Minh ở vùng giá 52 để chúng ta chờ một cái nhịp tăng của ngành nhựa, bởi vì rõ ràng là khi ngành thép trong một cái bản tin trước thì cũng đã có đề cập đến cái triển vọng của ngành nhựa thì Bình Minh vẫn là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu về 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 các cái mặt hàng và các sản phẩm về nhựa, như là cũng cũng sánh cùng với cả doanh nghiệp như là Tiền Phong. MWG. Đối với MWG. Đối với MWG thì trong tín hiệu ngắn hạn thì MWG hôm nay khá là ok. MWG hôm nay khá là ok khi mà MWG đã rút được về vùng giá 86, rút qua được vùng giá 86 và đóng cửa vùng giá 87 với thanh khoản của MWG cũng khá là tốt. Khá là tốt thì khả năng là cái nhịp nhịp chỉnh này của MWG đã xong và có thể là MWG sẽ bắt đầu từ đây thì MWG sẽ bắt đầu hình thành một cái nhịp tăng thì đầu tiên sẽ đã chạm về vùng 90 đã. Về vùng 90 thì sẽ xem những cái phản ứng tiếp theo của MWG và sau đó thì có thể là đánh bật qua vùng 90 và sẽ chỉnh chạm về vùng 90 và để tiếp tục là đi về cái vùng đỉnh gần nhất. Thì đối với MWG hôm nay thì tín hiệu khá là tích cực. PNG. Đối với PNG thì cổ phiếu đang đi ngang, dòng tiền yếu và không rõ xu thế thì đối với những mã cổ phiếu này thì chúng ta không có tham gia, không có những cái tín hiệu để chúng ta phân tích. Novaland thì một cổ phiếu nó cũng khá là một cổ phiếu cũng khá là cô đặc và cổ phiếu này thì thường là nó đánh khá là dốc. Thì đối với Novaland thì quanh vùng giá 64.2 đối với anh chị nếu mà thích hàng đầu cơ. Nói đầu cơ thì nó cũng không đúng nhưng mà đối với cổ phiếu này thì có thể là khi mà nó tích lũy, các anh chị có thể nhìn thấy ở cái vùng này khi mà đấy những cái vùng tích lũy chặt và sau đó thì Novaland sẽ có những cái kiểu là sẽ đánh lên đây đấy, những cái vùng tích lũy chặt và sau đó thì Novaland sẽ có những cái bước đánh rất là mạnh thì chúng ta cũng có thể quan sát Novaland ở quanh vùng giá 64 quanh vùng giá 64 và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu có thể là sẽ lình xình ở quanh ở đây nữa và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu tăng. Thì đối với cổ phiếu này chúng ta cũng có thể tham gia một cái tỷ trọng vừa phải thì đối với một phiên giao dịch trung bình khoảng 350.000 đến khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu thì chúng ta tham gia một vài trăm hoặc là 1.000 thì đối với cái thanh khoản này thì nó cũng không phải là điều đáng ngại. Ngày hôm nay thì có thanh niên rốt cũng đóng góp khá là tích cực cho chỉ số. Chúng ta xem rốt của anh Quyết. Đối với rốt thì chúng ta thấy rằng là trong giai đoạn này thì khối lượng của rốt lại đang khá là lớn, nó lại đang gần gần tương đồng, nó lại đang gần gần tương đồng với cái giai đoạn này, với cái giai đoạn này, với giai đoạn này là trên 2 triệu, 2 triệu rưỡi.
Đối với thanh niên rốt thì ngày hôm nay sau khi đã chạm về vùng 35.5, đây là một cái vùng vùng khá là dài của cổ phiếu này, và sau đó thì đã có một phiên đánh lên gần trần sau hai phiên giảm mạnh. Thì đối với cổ phiếu này thì những anh chị nào mà yêu hàng đầu cơ thì có thể tham gia, còn Hùng thì không có khuyến nghị các anh chị tham gia những cái mã cổ phiếu như vậy. Chốt lại thì chúng ta thấy rằng là đối với chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á và thị trường chứng khoán Việt Nam thì đang khá là xấu. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta đã phân tích rất nhiều các cái mã cổ phiếu ở trên dòng dẫn nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng, nhóm ngành cổ phiếu dầu khí, và một số các cái mã cổ phiếu trụ, đặc biệt là họ nhà VIX thì đang bị bán rất là mạnh. Cùng với đó, việc là giá dầu thế giới thì chưa có những nhịp phục hồi, chưa có những nhịp phục hồi, và những cái mã cổ phiếu trụ ví dụ như Vinamilk, ví dụ như là Mansan, rồi ví dụ như là BVH thì đang bước vào những cái nhịp giảm, và những cái nhịp giảm thì tương đối là mạnh. Và khi mà những cái cổ phiếu trụ rơi mạnh cùng với những cái dòng dẫn dòng ngân hàng thì thực sự đến thời điểm hiện tại dòng ngân hàng chỉ có một số các mã cổ phiếu đơn lẻ là tốt thôi, thì Hùng đã phân tích rồi. Thì như thế rõ ràng một điều là cái xu thế thị trường trong thời điểm tiếp theo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất đấy là khó khăn chịu tác động của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán châu Á là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai nữa là khó khăn nội tại ở trong cái lòng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong cái nội tại đó thì nó có nội tại của các nhóm ngành. Thì các nhóm ngành thì chúng ta cũng đã thấy rồi đúng không? Nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành ngân hàng, rồi nhóm ngành xây dựng, rồi nhóm ngành trụ, đấy, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có những cái khó khăn ở trong đó. Khi mà các mã cổ phiếu, cái động lực mà để mã cổ phiếu hình thành nên một cái trend tăng dài hạn gần như là không có, gần như là không có. Và cái việc thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể thấy rằng một bản thân như các anh chị là nhà đầu tư, các anh chị cũng mang một cái tâm lý, hiện tại là tâm lý của tất cả các nhà đầu tư của chúng ta đang rất là bi quan, và thậm chí là những nhà đầu tư của chúng ta là chán nản bỏ thị trường, bỏ tài khoản. Và một số Hùng Lê biết là một số các anh chị thì cũng đã tất toán tài khoản và đã tạm thời nghỉ ngơi, tạm thời nghỉ Tết, tức là gọi là nghỉ Tết sớm. Năm nay thì nghỉ Tết sớm, hai anh chị có chat và có nói chuyện với Hùng Lê là thôi em ơi anh nghỉ Tết sớm. Thế thì đấy là thực tế, bởi vì là một số các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thì đã không, tức là đã gọi gọi là hết sức chiến đấu, còn các cá mập hoặc là các nhà tạo lập thì hiện tại là cái cách của các nhà tạo lập thì nó sẽ có những cái cách để mà người ta làm cho đến lúc mà cái nhà đầu tư cá nhân của chúng ta gọi là không còn gì nữa, tức là đến gọi là đến dồn đến trận tân tường chân tường. Thì các anh chị có thể xem lại cái tác phẩm gọi là xác chết, xác chết, để chúng ta thấy được cái biểu đồ diễn biến của VN Index của chúng ta. Và nếu mà anh chị nào mà chưa có cái tác phẩm đó thì có thể comment lên ở trên trên Zalo thì cũng sẽ gửi cho các anh chị để một cái hình tượng thôi, một cái hình tượng nó hoàn toàn nó là tương tự. Thế thì là các cái nhà đầu tư thì chúng ta đi phân tích cổ phiếu, đi phân tích thị trường, còn các nhà tạo lập, cá mập, những nhà đầu tư lớn thì đi phân tích tâm lý của những nhà đầu tư. Thì đấy là cái câu chuyện, đó là cái câu chuyện mà chúng ta hoàn toàn biết được cái việc đó. Đó, chứ còn những nhà đầu tư của chúng ta thì không bao giờ đi phân tích tâm lý của đội lái, đội lớn, tâm lý của nhà tạo lập, mà chỉ có nhà tạo lập đi phân tích tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhà đầu tư nhỏ lẻ thì suốt ngày đi phân tích các mã cổ phiếu. Và khi cái tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ cùng kịch, gọi là không còn gì để mất, không còn gì để luyến tiếc nữa, thì khi đó thì nhà cái thường lại bắt đầu là mon men, và nhà cái lại thường bắt đầu đánh lại thị trường, sốc lại thị trường và kéo lại dần nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào. Thì đấy là cái câu chuyện mà cái vòng vòng xoáy đó, cái vòng lặp đó, nó sẽ liên tục lặp đi lặp lại ở trên thị trường chứng khoán.
Bởi vì thị trường chứng khoán nó là lịch sử luôn luôn lặp lại. Đối với từng mã cổ phiếu các anh chị cũng có thể thấy đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như là một 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 cái mã cổ phiếu ví dụ như là PLX chẳng hạn. Đúng không? Thì lịch sử nó luôn lặp lại là gì? Có nghĩa là đó nó đây, lịch sử nó luôn lặp lại, tức là nó về ở vùng giá 55 đúng không? Đây ở vùng giá 53. Xong đó nó lại vòng lên ở cái vùng cao cao ở vùng giá 70 ở đây này. Đó, xong đó nó lại về vòng lại vùng giá 5553 và nó lại về vòng lại về vùng giá 70 và bây giờ nó lại vòng vẹn lại vùng giá 53. Đó thì là cái lịch sử nó luôn lặp lại và cái chu kỳ vận động của VN Index của chúng ta thì cũng cũng hoàn toàn tương tự như thế. Và chắc chắn là khi các anh chị đầu tư thì các anh chị cũng đã nhìn thấy được cái biểu đồ tâm lý đầu tư, biểu đồ tâm lý đầu tư. Và những lúc nào mà nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy tuyệt vọng, những nhà đầu tư cá nhân cảm thấy tuyệt vọng thì lúc đó nhà cái mới bắt đầu xuống tiền, lúc đó nhà cái mới bắt đầu tham gia thị trường và lúc đó nhà cái mới bắt đầu vào cái cuộc hành trình của người ta. Còn những lúc nào mà nhà đầu tư cá nhân hưng phấn tột cùng tột độ, tức là chỉ có mua 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 thì lúc đó nhà cái lại bắt đầu gỡ hàng ra dần dần sang hàng cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Đó thì cái lịch sử đó nó luôn luôn lặp lại và cái cách thức vận động của thị trường thì nó luôn luôn là như thế. Và chúng ta cùng nhìn lại chỉ số VN Index của chúng ta đúng không ạ? Chỉ số VN Index của chúng ta thì hiện tại trong trong Zoom thì hôm trước cũng có chat đến các anh chị đấy là một cái vùng hỗ trợ của VN Index của chúng ta đấy là vùng giá 886. Cái ngưỡng hỗ trợ này hết sức là quan trọng bởi vì nếu như cái ngưỡng hỗ trợ 886 mà của chúng ta mà bị phá vỡ thì như thế thị trường của chúng ta sẽ rơi về một cái vùng giá nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên ở trong một cái biểu đồ phân tích cũng khá là ngắn hạn. Ngắn hạn ở đây là Hùng đang lấy trong một 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 năm. Trong một năm đúng không? Từ 2018 đây là chưa đến một năm. Thì cứ cho là một năm đi, tức là đầu 2018 đến cuối 2018 thì cái vùng 886 này là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt đúng không ạ? Lần thứ nhất chạm về vùng này thì đã bật lên một nhịp hồi và lần thứ hai có một nhịp hồi và lần thứ ba đây cũng chưa chạm về 886 nhưng mà thì cũng cứ cho như là chạm về đó thì đã có một nhịp hồi và đến lần này là lần thứ tư thì thị trường của chúng ta tiếp tục chạm về vùng 886. Và trong cái phiên chạm về 886 thì đã có một cái lực cầu để hút hút lên và đẩy chỉ số của chúng ta lên và sau đó thì có một phiên tăng mạnh và sau đó phiên ngày hôm nay thì phiên cuối tuần thì đã bị một cái nhịp giảm rất là mạnh về vùng 892, tức là vẫn đóng cửa trên vùng 890. Thì đối với VN Index thì Hùng đánh giá rằng là sau tuần cơ cấu ETF tuần trước và tuần vừa qua thì các quỹ ngoại tiếp tục cơ cấu trước cái thềm của năm mới thì dự kiến là sang tuần tới và cận cái Tết âm của chúng ta thì thị trường của chúng ta cái lượng mua bán của khối ngoại thì nó sẽ dần ổn định hơn và chính cái sự mua bán nó dần ổn định hơn nên thị trường của chúng ta sẽ có cái sự ổn định hơn thì Hùng vẫn đánh giá kỳ vọng của chúng ta tiếp tục quan sát ở quanh vùng giá 886 tức là vùng giá 890 đến 886 này thì đây sẽ là một cái vùng hỗ trợ của VN Index của chúng ta. Và khi chạm về vùng này thì thường là dòng tiền, xung lực dòng tiền sẽ được kích hoạt và sẽ đẩy thị trường lên một cái nhịp hồi. Còn về cơ bản trên trên chỉ báo, một số các chỉ báo phân tích kỹ thuật thì rõ ràng một điều là thị trường sẽ tiếp tục sẽ có cái lực lực hồi phục nó sẽ yếu, lực hồi phục nó sẽ yếu và nó sẽ lình xình ở quanh cái vùng 900, 886 đến vùng 900 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở quanh vùng này. Và như lúc nãy Hùng có đánh giá, Hùng có nhấn mạnh với các anh chị, tức là khi mà nhà đầu tư cá nhân rơi vào tuyệt vọng thì lúc đó nhà cái sẽ bắt đầu tham gia. Thì Hùng đang 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 cảm nhận thấy một điều là đến thời điểm hiện tại thì nhà đầu tư cá nhân của chúng ta cũng gần như là đang rơi vào tuyệt vọng. Thì đấy là cái lúc mà nhà cái đang rình rập một cái gì đó thì cái việc đó thì là cái việc mình tiên lượng thôi, mình tiên đoán thôi. Chứ mình cũng không 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 thể biết trước được. Bởi vì rõ ràng một điều là khi thị trường thế giới mà đang xấu, nó đang bị ảnh hưởng xấu thì nhà cái người ta cũng sẽ không 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 dại gì để người ta đánh thị trường lên. Bởi vì rõ ràng là đánh thị trường lên trong một cái xu thế như thế nó sẽ rất là khó.
Đó, sẽ rất là khó. Nhà cái người ta cũng sẽ phải nương theo cái xu thế chung của thị trường thế giới để người ta lựa vào những cái xu thế đó để người ta đánh lên. Đó, thì đối với chỉ số VN Index thì chúng ta tiếp tục quan sát ở quanh vùng 886 đến vùng giá 900. Còn trên biểu đồ của HNX Index thì đối với HNX Index thì vẫn đang tích cực hơn cả so với VN Index. Đấy là HNX Index của chúng ta đã lấy lại vùng 100 và đóng cửa ở vùng 104. Thì như thế là nó đang là khá là tích cực, và nếu mà như là sang tuần một số các cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dẫn dòng ở trên trên sàn HNX Index mà tăng điểm tốt, ví dụ như là ACB, ví dụ như là PVS, ví dụ như là VCG, thì có thể hoàn toàn giúp cho HNX thoát khỏi cái kênh xu thế này, kênh kênh xu thế giảm giá, và có thể HNX sẽ có một nhịp hồi. Và cùng với đó thì chúng ta cũng kỳ vọng là chỉ số Dow Jones 30, chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục hồi phục. Thì đấy là những cái thông tin mà chúng ta sẽ tổng hợp để phân tích, để đưa vào dữ liệu trong những cái tuần đầu tiên, cái tuần đầu tiên của năm 2019. Còn phần thứ ba thì chúng ta cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu, bởi vì là bản tin của chúng ta bây giờ đã là 1 tiếng rồi. Một số mã cổ phiếu thì đầu tiên là cũng sẽ đi ngành xây dựng trước. Có một mã cổ phiếu mà đang được nhà đầu tư nước ngoài đang mua khá là mạnh, đấy là cổ phiếu Cô Tích Công. Thì đối với Cô Tích Công thì các anh chị cũng thể thấy rằng là sau một cái thời gian lình xình cái việc là chảy máu chất xám, rồi một số các cái lãnh đạo cấp cao của Cô Tích Công rời khỏi bộ máy, thì Cô Tích Công đã có một cái nhịp suy giảm, và sau đó thì Cô Tích Công đã hồi phục. Nhìn ở trên phương diện phân tích kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng Cô Tích Công đang hồi phục trở lại, và những cái nhịp hồi phục của Cô Tích Công hiện tại đang Hùng đánh giá đang khá là ok và khá là tốt, đặc biệt là sau những cái tuần mà Cô Tích Công bị suy giảm về dòng tiền, thì dòng tiền hiện tại 3 tuần hiện tại của Cô Tích Công thì đang đang khá là ok. Chỉ có điều là vì thị trường của chúng ta đang ở trong một cái ngưỡng khá là xấu, vì vậy nên cổ phiếu này chưa tăng giá được thôi. Còn nếu như trong những cái tuần vừa rồi mà thị trường chung mà ổn định mà tăng giá mạnh, thì chắc chắn cổ phiếu Cô Tích Công sẽ không có vùng giá 160. Thì sáng ngày hôm nay cũng có chat trong Zoom, các anh chị có thể nghiên cứu cổ phiếu Cô Tích Công. Thì Cô Tích Công có thể các anh chị có thể xem ở quanh một vùng giá 156. 156 156.5, thì có thể cái nền giá này sẽ là cái nền, có thể cổ phiếu này sẽ tích lũy lại, sẽ lình xình ở quanh vùng này trước khi mà bật bật tăng. Thì đối với Cô Tích Công là một cổ phiếu mà đáng để chúng ta quan tâm. Cường Thịnh CTI, CTI ngày hôm nay CTI thì ngày hôm nay đạt điểm mua, và Hùng đã chat ở trên room. CTI sau Hùng đã chat ở vùng giá 24. Vùng giá 24 thì kết phiên ở 24.2, ok, 0.2. Thì đối với Cường Thịnh thì cổ phiếu này thì nó đánh cũng khá khá là đường đi của nó cũng khá là khó phân tích. Tuy nhiên hiện tại thì Hùng thấy những cái tín hiệu tại của Cường Thịnh thì cũng đang khá là ok. Khá là ok, và khả năng cao thì là Cường Thịnh sẽ có một cái nhịp tăng từ vùng giá 24. Trên góc độ phân tích kỹ thuật, trên những cái chỉ báo khác thì đường MACD cũng đang đang chuyển pha, và đường RSI đang hướng lên. Các chỉ báo dao động khác thì cũng đang cho thấy cái xu thế tăng giá của Cường Thịnh. Và CTI thì khi mà tăng thì khả năng CTI sẽ chạm về vùng 25. 25 thì tại cái vùng này thì khả năng là sẽ chạm vào kênh thì CT sẽ xem những cái phản ứng tiếp theo của CT ở tại tại vùng này. Nhưng mà khả năng cao là CT sẽ đánh bật qua vùng 25. CT sẽ đặt đánh bật qua vùng 25 ở nhịp này để đi về vùng vùng 30, khả năng CT sẽ đánh qua nhịp này để đánh về vùng 30, thì CT cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta đáng để chúng ta quan tâm. KBC ITA đối với KBC thì Hùng đã phân tích cũng trong các bản tin trước thì đã phân tích KBC, và khi đó thì có đề cập đến cái vùng giá
14.5, 14.5 lên một cái vùng kháng cự khá là mạnh của KBC. Thì nếu những các anh chị chúng ta mua được ở quanh vùng giá 12, quanh vùng giá 12, 13 thì khi lên đến vùng này thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt hàng. Và rõ ràng một điều là khi chạm về vùng kháng cự như này thì cổ phiếu này đã rơi. Và việc KBC rơi thì KBC sẽ rơi về đâu? Thì khả năng là KBC sẽ rơi về vùng 12.5. KBC rơi về vùng 12.5, đấy là một vùng hợp lý. Và tại vùng này thì KBC sẽ phải tích lũy lại. KBC sẽ tích lũy lại ở cái vùng này, và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu dòng tiền tiếp theo của KBC để chúng ta có thể bắt một cái nhịp hồi tiếp theo của KBC. Một cái điều tích cực nhất đấy là khi KBC giảm, những cái phiên giảm, đây là những cái phiên này thì phiên ra hàng rất là mạnh, nhưng mà những cái phiên như ngày hôm nay thì khối lượng thấp, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những cái phiên giảm tiếp theo thì thanh khoản của KBC ở cái mức thấp. Thì như thế thì cái cơ hội để mà cổ phiếu này bật lên, cái cơ hội để cổ phiếu này bật lên nó là lớn. Chứ còn nếu mà những cái phiên giảm mạnh, là những cái phiên giảm mạnh mà kèm với đó thanh khoản lớn, thì như thế thì cái cơ hội bật lên của cổ phiếu nó sẽ rất là thấp. ITA, bộ đôi ITA cũng hoàn toàn tương tự như thế. Sau khi mà có một cái vượt thoát được cái nền giá 2.8 thì ITA đã có một cái nhịp tăng về vùng giá 3.5. Và cái vùng giá 3.5 này thì Hùng cũng đã cảnh báo với các anh chị ở trong những cái bản tin phân tích trước, đấy là vùng 3.5 là một cái vùng cản của ITA trong ngắn hạn cũng khá là mạnh. Và khi chạm về cái vùng này thì ITA đã trong phiên này chạm về vùng cao nhất, và sau đó thì ITA rơi về vùng 3.4, tích lũy 1-2 phiên, và hiện tại thì ITA đang có tín hiệu giảm giá. Và nếu một trên một cái kênh xu thế tăng giá thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ITA sẽ cần chỉnh về vùng hợp lý nhất của ITA sẽ là chạm về vùng này, là vùng bao nhiêu đây? 2.85, Hùng mới cho khoảng dù vùng 2.9. 2.9 hơi cao. 2.85 là hợp lý. 2.85 là hợp lý. 2.85 hợp lý. Và những cái phiên giảm thì cũng chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng những cái phiên giảm mạnh như thế này thì ITA sẽ rơi, cái thanh khoản của ITA chắc nó sẽ nằm khoảng tầm độ 2 đến 3 triệu cổ phiếu, thì như thế thì sẽ rất là ok. Và khi chạm về cái vùng này thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu tiếp theo để chúng ta có thể tham gia trở lại đối với cổ phiếu ITA. FCN thì FCN thì quan điểm của ông Lê là vẫn ở vùng giá 15. Hôm nay thì FCN đang đóng cửa vùng giá 14.9. 14.9 do là cuối phiên thì thị trường của chúng ta bị đạp khá là mạnh. Thì quanh cái vùng giá 15 này thì FCN cần phải 14 15. Quanh cái vùng giá 15 này thì FCN sẽ cần tích lũy lại, và cái việc là những cái tuần giảm giá của FCN thì nó lại đang hơi tiêu cực, đấy là cái lượng khối lượng giảm nó lại khá là lớn. Khá là lớn. Nó phải cần những cái phiên đây, những cái phiên giảm mà nó phải giảm mà thanh khoản, cũng có thể là những cái phiên đầu tiên thì nó sẽ giảm mạnh, nhưng mà những cái phiên sau này, tức là sau cái phiên tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái xu thế của FCN. Và Hùng đánh giá rằng FCN vẫn ở vùng giá 15, 14.9 đến vùng giá 15, thậm chí là 14.5 đến vùng giá 15, thì đấy là một cái vùng giá cũng khá là ok đối với mã cổ phiếu này. HDC và DPG. Đối với HDC thì đây là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta nhìn thì có thể thanh khoản nó thấp. Tuy nhiên là cái vùng gom mà cái vùng tích lũy của cổ phiếu thì thường thường nó sẽ là như thế. Nó sẽ là như thế. Và cái vùng đối với mã cổ phiếu này thì vùng giá từ 15.3 đến vùng giá 14. Đó, quan điểm của Hùng Lê vẫn không đổi đối với mã cổ phiếu này. Đấy là cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư lâu dài. Đạt Phương, DPG. Đối với DPG thì Hùng đánh giá rằng là đây cũng là một cái mã cổ phiếu khá là tốt khi Hùng phân tích ở vùng giá 45. Hiện tại thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu này nên chỉnh về vùng giá 48. Chỉnh về vùng giá 48, và sau đó thì tích lũy tại vùng 48 thì vượt thoát đi lên thì nó hợp lý hơn. Hiện tại thì vẫn đang lình xình ở quanh vùng giá 50.9 đến vùng giá 51. Đây cũng là một mã cổ phiếu khá là ok trên quan điểm phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản của Hùng Lê. Ngày hôm nay thì có thêm cổ phiếu DG có tín hiệu khá là ok, khá là tốt.
DG thì chúng ta có thể anh chị có thể quan sát tiếp ở trong những cái phiên phiên tuần tới, thì về cơ bản là DG đã thoát khỏi một cái kênh kênh xu thế giảm giá, và hiện tại thì cái vùng vùng giá 16, anh chị lưu ý giúp vùng đây, vùng giá 16 là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh. Vùng giá 16 là vùng hỗ trợ khá là mạnh của DG. Thế thì cái việc ngày hôm nay DG đã không DG đóng cửa không chốt ở vùng giá 16 và rơi về vùng giá 15.5, thì cũng có thể một phần là do cuối phiên cái lượng ATC nó bán ra khá là mạnh. Thì đối với đích thì chúng ta có thể mua những cái điểm mua thăm dò quanh vùng giá 15.2. Đây là vùng đánh giá là cái nền tích lũy của đích khá là ok. Và dòng tiền ở vùng này thì đang được kích hoạt dần trở lại. Dòng tiền ở đây thì đang được kích hoạt dần trở lại, thì đấy là một cái tín hiệu khá là ok đối với mã cổ phiếu này. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là ở giai đoạn hiện tại để lựa chọn để tìm ra được một mã cổ phiếu để đầu tư thì cực kỳ là khó, cực kỳ là khó. Ngân hàng thì có HD Bank, ACB và BID thì Hùng đã phân tích rồi. Ba mã cổ phiếu này thì Hùng đã phân tích trong cái quá trình mà lồng ghép vào để Hùng phân tích rồi. Dầu khí thì có oil. Oil thì Hùng đã phân tích rồi. Khả năng thì nếu mà chúng ta đi đầu đón hướng thì có thể xem oil ở vùng giá 15, nhưng mà không biết là vùng giá 15 thì có những cái tuần tới thì có oil có vùng giá 15 hay không. Thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát ở vùng giá 15. 15 để chúng ta cùng đón cái game thoái vốn, và chúng ta sau một cái phiên tăng mạnh khối lượng nhiều như thế này, đột biến như này, thì chúng ta sẽ quan sát dòng tiền của những phiên tiếp theo. Nếu những phiên tiếp theo mà dòng tiền vẫn tiếp tục được duy trì thì như thế là OI sẽ có một cái nhịp tăng khá là tốt đối với cổ phiếu OI. PLX thì vẫn quanh vùng giá 52 thì chạm về một cái kênh hỗ trợ, một cái điểm hỗ trợ của PLX, thì chúng ta cùng xem PLX ở quanh vùng giá 52 để xem sự vận động. Còn PLX ngày hôm nay bị bán mạnh, giảm mạnh trong phiên ATC do một cái lực bán của nhà đầu tư của khối ngoại. POVK thì chuyển sàn thì lúc nãy Hùng có phân tích rồi. ACV ngày hôm nay thì Hùng có nhìn thấy cổ phiếu ACV là một trong những mã cổ phiếu rất là tích cực. ACV rất là tích cực khi mà ACV có một cái nền tảng tích lũy cũng khá là dài ở quanh quanh vùng giá 80. ACV đã có một cái nền tảng tích lũy quanh vùng giá 81 thì đúng hơn. Quanh vùng giá 81 và sau đó thì đã có những phiên xuất hiện dòng tiền để đẩy cổ phiếu này đi lên, và phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên tăng rất là mạnh của ACV. Thì khi Hùng có chat thì khi đó ACV đang ở khoảng vùng giá 87, 87 thì kết phiên thì ACV tăng lên giá 90. Và cái việc là ACV thì bây giờ có còn điểm mua nữa hay không? ACV thì bây giờ có còn điểm mua nữa hay không? Thì rõ ràng một điều là khi chúng ta tham gia ở cái vùng này thì cái mức độ rủi ro nó đã lớn hơn rồi. Nó đã lớn hơn rồi. Tuy nhiên là với việc là dòng tiền đang hút mạnh vào cái cổ phiếu này, thì rõ ràng một điều là khả năng cao thì cái xác suất mà ACV sẽ chạy tiếp theo, sẽ tăng giá tiếp theo, nó sẽ còn là lớn, chứ không thể dừng lại ở vùng giá 90. Thì đối với mã cổ phiếu này thì các anh chị cũng có thể quan sát, có thể là cái cách đánh là sẽ chạm về vùng 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 cổ phiếu này sẽ chạm về khoảng vùng giá 95. Sẽ chạm về từ từ cái nhịp tăng ở đây. Từ cái nhịp tăng ở đây sẽ chạm về vùng 95, và sau đó thì từ vùng 95 này sẽ điều chỉnh lại. Sẽ điều chỉnh lại về sẽ điều chỉnh lại về quanh vùng đây là vùng 88. Đây là vùng 88, đây là cái vùng cản của cổ phiếu này. Ok, sẽ chỉnh về vùng 88 và sau đó thì sẽ tiếp tục tích lũy ở đây và đi tiếp, thì như thế thì cổ phiếu này sẽ đi được dài hơn, và rõ ràng là ACV thì đang có một cái lượng hút về dòng tiền đang khá là tốt. SKG. Đối với SKG thì về cơ bản của cổ phiếu này thì cũng không có gì đáng nói. Tuy nhiên là
Chúng ta thấy rằng một cái khi mà SKG chạm về vùng giá 17 thì có một cái lượng lớn về dòng tiền đầu cơ. Lượng lớn về dòng tiền đầu cơ đã được kích hoạt vào cổ phiếu này. Và sau khi chạm về vùng 19 thì cổ phiếu này đang có những cái điểm rơi lại về cái vùng nền tích lũy. Thường đánh giá rằng là với SKG vùng 17.5 là vùng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham gia. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi một cái lượng lớn dòng tiền đầu cơ đã kích hoạt vào thì cổ phiếu này đang có những cái phiên test lại, và hiện tại những phiên test rất là đẹp, test lại vùng 17.5, tức là 1/2 cái cây nến, 1/2 cái thân nến xanh ở trước trước này, thì tại vùng giá 17.5 đến 17 thì khả năng là cổ phiếu này sẽ chạm về vùng 17.2, 17.2 đến 17.5. Và khi mà các anh chị mà đã mua được ở vùng giá thấp thì có thể ra những phiên này. Các anh chị đây là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đã ra hàng để hiện thực hóa lợi nhuận, hoặc là sợ cổ phiếu sẽ tiếp tục về lại vùng nền thì sẽ bán ra. Và sau đó tại vùng giá 17.5 thì ông đánh giá rằng SKG sẽ có một nhịp tăng mới, sẽ đánh một nhịp tăng mới, chắc chắn là như thế. Còn trên những chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì đang khá là xấu. Khá là xấu, cũng không hẳn là khá là xấu, bởi vì RSI thì đang rơi vào vùng quá mua, thì chắc chắn là cổ phiếu này sẽ bị chỉnh lại, và vùng giá 17.5 đến vùng giá 7.2 đến 17.5, thì đấy là quan điểm vẫn không thay đổi đối với cổ phiếu này. PC1 thì cũng đã chat ở trên Zoom. Thì đối với PC1 thì hiện tại đối với PC1 thì sau khi mà PC1 đã có một cái nhịp giảm mạnh thì Hùng đánh giá rằng PC1 sẽ phải gom lại ở vùng giá 23.5. Thì cái việc mà PC1 đã Hùng đã chat ở trên Zoom rồi và ở vùng giá 23.5, bởi vì là khi mà cổ phiếu này mà vượt thoát lên thì cái xu thế tiếp theo là cổ phiếu này sẽ test lại ở cái vùng mà nó điểm xuất phát, thì ở vùng giá 23.5. Thì trong tuần đã có những cái thời điểm đã có vùng giá 23.5, thì những anh chị mà tham gia được mã PC1 ở vùng 23.5 thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để nắm giữ ở trong cái nhịp đánh này của PC1. Thì nhà đầu tư nước ngoài cũng đang mua cổ phiếu này rất là mạnh, và có thể là trong cái nhịp đánh này thì PC1 sẽ đánh về chạm kênh, tức là sẽ chạm về vùng 26 đối với PC1. Dược Việt Nam. Đối với Dược Việt Nam thì đánh khá là sốc, và đánh sốc như này thì nó cũng khá là khó để mà chúng ta bắt được nhịp, bởi vì là khi mà bắt được nhịp rồi thì cổ phiếu này đã chạm về đây thì như thế là chúng ta tham gia ở những cái vùng như này sẽ rất là nguy hiểm, và việc chúng ta đua theo thì như thế đấy, chúng ta có thể thấy rằng là như thế thì sẽ rất là nguy hiểm. Và Dược Việt Nam và những cái cổ phiếu mà đánh sốc như thế thì thường nó sẽ giảm lại rất là nhanh, sẽ giảm lại rất là nhanh, và khả năng thì Dược Việt Nam sẽ giảm lại về cái vùng vùng này là 15.8, vùng hợp lý 15.8, về vùng này thì sau đó thì sẽ tích lũy lại vào cái nhịp là nhịp sau tăng, thì như thế cái nhịp sau mới là cái nhịp bền vững của Dược Việt Nam chứ không phải là nhịp này. DRC HNG. HNG thì sau khi mà được rơi vào cái rổ chỉ số thì HNG cũng đang có những phiên giao dịch khá là tích cực. Tuy nhiên là cái việc mà cổ phiếu lình xình đi ngang qua một cái quãng thời gian dài như thế này thì nó cũng không 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 ổn lắm, không ok. DRC. Đối với DRC thì DRC thì đang có những tín hiệu tích lũy lại ở quanh vùng giá 21 đến 21.5. 21 đến 21.5 thì cũng cũng đang đang ấy thôi, đang hình thành lại, thế còn nhịp tăng thì nó cũng chưa 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 mạnh. Chưa mạnh. Ok, thì trên đây là một số các cái mã cổ phiếu mà có những cái tín hiệu tốt, có những cái tín hiệu dòng tiền, thì hoặc là những cái mã cổ phiếu mà đang theo dõi, thì đang theo dõi thì Hùng có phân tích qua. Các anh chị có thắc mắc những mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở trên kênh YouTube, trên kênh YouTube hoặc là trên kênh Facebook, hoặc là qua Zalo,
thì các anh chị có thể Zalo số điện thoại 0968279555. Còn trên hai kênh, trên hai cái kênh thì các anh chị cũng đã biết rồi, đấy là trên kênh YouTube và trên kênh Facebook. Hai cái nhóm này thì các anh chị có thể comment ở trên đó thì Hùng Lê sẽ trả lời, nếu mà những cái mã cổ phiếu mà nó nằm chưa nằm trong những cái phân tích của Hùng Lê. Và các anh chị hiện tại thì trong nhóm Facebook, trong 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 nhóm Facebook thì hiện tại của chúng ta, thành viên của chúng ta đang có thành viên của chúng ta cũng đang xem thành viên của chúng ta đang có 649 anh chị em là thành viên ở trong nhóm Facebook. Thì những anh chị nào mà chưa có add Zalo, của Hùng Lê thì các anh chị vui lòng add Zalo của Hùng Lê. Để Hùng sẽ chuyển hết tất cả mọi tương tác từ kênh Facebook, từ kênh YouTube, từ Skype sang Zalo để chúng ta đồng nhất lên một kênh. Thì như thế thì chúng ta sẽ tiện thuận tiện trong cái quá trình trao đổi thông tin, thuận tiện trong cái quá trình mà cùng đồng hành với lại quý anh chị nhà đầu tư. Thì bản điểm tin phân tích thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của năm 2018 đến đây là hết. Tổng kết lại thì xu thế ở thị trường ở trong những giai đoạn tiếp theo thì rõ ràng một điều là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gặp rất nhiều những khó khăn trở ngại khi mà thị trường chứng khoán thế giới đang có những cái tác động tiêu cực và nội tại về doanh nghiệp, nội tại về nhóm ngành, nội tại về các cổ phiếu trụ, các cái dòng dẫn của trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì một là đang điều chỉnh, hai là không hút được dòng tiền, và ba là đang ở một cái trạng thái lình xình đi ngang. Và thêm vào đó thì một số các cái nhà đầu tư, hiện tại tâm lý nhà đầu tư đã rơi vào cái trạng thái là tuyệt vọng, và các nhà đầu tư đã tất toán tài khoản và đã rút tiền, một số thì rút tiền hoặc một số đứng ngoài quan sát. Thì đấy là những yếu tố sẽ gây nên khó khăn cho thị trường. Tuy nhiên Hùng đã đề cập rồi, tức là các nhà đầu tư của chúng ta thì sẽ đi phân tích kỹ thuật, phân tích cổ phiếu, còn nhà tạo lập ở trên thị trường thì sẽ đi phân tích tâm lý của nhà đầu tư. Và cái thời điểm để nhà tạo lập sốc lại thị trường, thời điểm nhà tạo lập để cuốn lại thị trường thì Hùng nghĩ là đang rất là gần thôi. Chỉ cần thông tin, chỉ cần thị trường thế giới phục hồi và chỉ cần thị trường thế giới có những cái điểm tựa nhất định thì nhà cái và nhà tạo lập sẽ sốc lại thị trường, và lúc đó thì lại cuốn lại dòng tiền của các anh chị nhà đầu tư của chúng ta tham gia lại thị trường. Và chúng ta cùng kỳ vọng sang một năm mới, năm 2019 thì thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ có nhiều khởi sắc hơn, sẽ giúp cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể kiếm được tiền. Và cũng là cái tuần cuối cùng của năm cũ 2018 và bước sang năm mới. Ung Lê kính chúc toàn thể quý anh chị nhà đầu tư một năm mới thành công, sức khỏe, nhiều may mắn, và cùng đồng hành với team của Ung Lê cũng như các anh chị cùng đồng hành trên con đường đầu tư trên thị trường tài chính ngày một thành công hơn, và ngày càng phát triển được mình hơn, ngày càng có nhiều kiến thức hơn để giúp cho chúng ta vững vàng trên cái con đường mà chúng ta đã lựa chọn, trên cái con đường chúng ta đã kiên định để chúng ta đi. Thì sẽ chắc chắn là trên cái con đường đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần các anh chị chúng ta kiên định với mục tiêu của chúng ta không ngừng học hỏi, nâng cao cái kiến thức của chúng ta, và chúng ta cố gắng đầu tư một cách bài bản, đầu tư một cách có kỷ luật, thì Hùng nghĩ là chúng ta sẽ tồn tại được ở trên thị trường chứng khoán. Thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các bản tin tiếp theo của năm mới 2019.